xu hướng đi lên dốc, nó tăng tốc, xuống dốc nó giảm rất ít, cho nên là cái xe mà nó đi rất, nó lao đi rất là nhanh. Nếu mà nó lỡ nó mất phanh một phát là rất mệt. Xe cũ này, đường này hay hơn đường Cao Bằng nhỉ? Cao Bằng đây mình đi là đang sửa, nó không có cái đỡ này này. Nhiều cái đoạn nó làm cái đoạn nó có
mình cũng nó rơi vào đâu là phải đến đấy. Núi non hiểm trở phải lên, phải leo lên. Thậm chí là bọn xã nó bảo cái bản ấy là chưa tiêm cái gì, chưa tiêm nhưng mà bọn anh vẫn phải lên, lên hỏi tận nơi dân, dân bảo cũng là chưa tiêm, đi chưa tiêm đi về. Không phải tiêm nữa. Chứ còn không nghe lời báo cáo của bọn trạm y tế xã với bọn huyện. Đấy là mình phải nói thật thì bọn đấy trước khi mình lên. Điều tra là thật. Nguyên tắc mà nó thuộc nguyên tắc. Đấy, phải lấy thật để chưa tiêm. Hỏi dân ở dân đấy thật thà mà. Hỏi biết ngay vì nó có nó phải sự nói. Chưa tiêm chủng. Xã thì là tập tục đi